Ui, đặt đây cho gì đây? Tao kích vào tam giác, kích vào tam giác. Kích là kích nào được, anh Hải ơi. Anh Hải đúng rồi. Có viên đặt anh Hải. Có đây, đặt một viên. Hai gang. Rồi, điền quá các bạn ạ. Chán quá. Kích thằng Huy vào tam giác là mình lại bị vào tam giác. Hôm nay chúng ta làm chủ đề video gì nhỉ? Chơi bi à? Ok. Bây giờ sẽ thi đấu, 4 người thi đấu chơi bi với nhau, xong rồi thi đấu ai trong vòng 5 ván, ai là người có nhiều bi, hai người có nhiều bi nhất sẽ đấu với anh. Ok không? Okay. Trong vòng 5 ván thôi nha. Ok. Rồi. Bắn ngu lắm. Chùm đất bắp. Em bắn ngu lắm. Em là chùm Tây Ban Nha. Chùm trước ai sinh, xem sinh ba luôn nào. Sinh ba nào. Vì mình là vì cái màu vàng. Cứ để xem ai, xem ai cái trước đi. Em nhờ, cho em tự nguyện nhờ, em tự nguyện nhờ. Nguyện luôn hả? Không chơi vô cái vạch này á, cho bẩn lên hả? Giao một số cái luật đi. Lên bè thì sao? Lên bè hai viên. Hai viên à? Cho người mà không búng kế tiếp. Vâng. Rồi. Còn bán đầu thả cái đúng không? Vâng. Thôi, em nhất rồi. À, Hoàng Long cái đỉnh đấy. Đấy, em nhất rồi. Em nhất rồi. Mà lại gió thổi rồi. Em kinh lên. À, đúng rồi. Ôi, Huy ạ. Ui, một đôi. Huy, một đôi. Lù, tốt nha. Tôi bóng càng. À, bóng càng, bóng càng. Chúng đất bác. Quân à? Quân nhỉ rồi. Ngon ngon ngon. Xiêu Huy bán nào. Huy tình đấy, Huy tình đấy. Xiêu là. Rồi. Quân quân. Rồi, tuyệt. Quân rất là hay. Bắn lượt. Bắn lượt rồi. Bắn lượt. Bắn lượt một đoạn. Hoàng Long. Rồi, hai viên. Hai viên. Phát biểu cảm nghĩ khi mất hai viên à. Có đạt không? Có đạt không? Hơi chán. Có đạt không? Không, lên về là chết luôn. Không đạt. Nha, chốt đơn nha, hai viên này. Quân ơi. Hai viên cầm hiên á, vì anh hiên kế mà. Quân ở hơi xa tam giác ấy. Khoảng 5 mất lượt à? Rồi, lượt của em này. Cố pin rồi. Lượt của em này. Long ơi, đừng có trúng. Để chụp mất tắt solo với anh Hải rồi. Thôi, em nhân một nhì lắm rồi đó. Em chơi này. Bảy không trúng không? Chụp mất tắt mới trúng được. Rồi, xong cái tường rồi. Chết rồi. Xong rồi. Trường nó sẵn sàng rồi. Ôi, rồi Hoàng Long có chiến thuật mới đây. Phát biểu cảm nghĩ khi lăn lê vào tường về đây làm gì đây? Em về đấy khi mới bọn đi bắn trượt thì em có thể cơ hội ăn hai viên. À ngon. Đây. Đi kích đi cha rồi. À đủ bắn tinh thế nhở? Tinh đấy. Cơ hội vẫn còn nguyên. Còn viên Long ơi, cố lên cho tao viên. trả thù lại trường. Quân làm gì đây? Chạy nhờ. Bắn mạnh thế. Anh nghe rồi. Ôi 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 ôi. Từ đây. Mày mày gì ra nói. Đâu mày chúng mình cười đó. Huy cầm cái máy anh em. Em cầm đỡ lấy chứ. Lên lòng. Nhìn lòng bắn nè. Viên bị lòng nhỏ quá. Chuẩn nha. Viên bị này vẫn là
trong bàn. Quay em. Quân bắn này, viên bi quân nhỏ quá. Nhỏ lại cũng bỏ. Ôi, dính viên rồi. Viên bay đâu? Lên về à? Lên về thì mau. Chưa chưa, viên bi quân chưa ăn về. Mãi thì gì? Vẫn đầu ta cái rồi. Vẫn đầu ta cái à? Em ăn được viên. Em ăn hai viên. Em rồi, em rồi. Vi còn vi chơi không? Em rồi, vi thôi. Rồi, tiếp tục chiến thôi. Tiếp tục. Em lần này là một ván rồi đúng không? Năm ván rồi. Năm ván, còn bốn ván nữa. Chưa nào? Rồi một ứng viên chuẩn bị lên về à? Lên về rồi. Quân vét đầu tiên. Rồi. Rồi long vét. Bạn nhất phải ván nữa, chán quá. Chán quá. Chuyền thế nào nào? Ui trượt. Còn Long hai viên luôn. Em còn gì? Hoàng Long chơi cũ thế nhờ, mình còn hai viên. Quân nhất, quân nan kìa. Hai viên. À ăn hai viên là nhất à? Anh nhiều hơn là bất. À, bây giờ lọt thế à? Em phải gỡ được rồi. Ôi toang rồi. Ôi, lọt bốn tiền đi. Mình ba tôi đây. Quy. Ê cái gì? Em tui nữa bạn ơi, bỏ ra. Quân ơi, hai viên đó là hai viên của anh. Chơi một đồi lại rồi. Bay, từ từ. Lên về à kìa. Lấy hai viên kìa. Đấy, đây. Hai. Em lần một. Ấy, quá ngon đi. Chưa làm đã có ăn rồi. Rồi. Xong rồi, cùng đến ạ. Sao anh nhỉ? Sao? Dạ mấy đứa đẹp chứ ngồi chẳng nhá. Ăn đầu cắt môi này. Rồi. Ôi, chết với rùa rồi. Ai, không trúng đâu. À, Hoàng Long lại về à? Ăn luôn. Không ăn chứ bà. Đéo. Đéo. Mặt cái gì? Ui. Rồi, mình chết với thằng gì rồi. Đi đây. Tôi đi giả đây. Thôi đi. Rồi, hết hai ván. Đến ván thứ ba. Ván thứ ba đi. Anh Toàn. Kít qua bè với kít. Từ từ nha. Ba. Xem nào. Rồi, luôn đấy. Không trúng. Nhất không trúng rồi. Ghi gì à? Trượt. Mình đang muốn nặng. À giờ quần vừa nay chiến tinh nhỉ. Bi mơ. Quân kìa, tinh đây. Quần á. Một chùm luôn. Dọn bàn mất rồi đây ạ. Anh em ăn đấy đi, đừng có ăn, đừng ăn. Ồ, lọt thế à? Điền. Không có thằng Trường ăn, thằng Trường ấy. Chân Trường, à Huy à? Ui mẹ, Huy đôi. Bắn tinh đấy. Bắn. Lại được đôi nữa rồi. Bắn. Đây đây, ba con cái dưới đây này. Chiến cái luôn. Rồi sao? Bay màu rồi. Chết rồi, Chân Trường. Theo Chân Trường làm gì đây? Một con ơi. Bắn đi quân ơi. À, có quá
viên đi Long ơi. Bỏ qua đi. Đâu bỏ qua. Tao dùng nữa. Tao dùng không viên nữa. Tao ăn mất chúng rồi. Ôi đi mẹ ra mà. Trời ơi. Ôi không trái. Mấy con bi không mấy viên? Con. Mấy viên? Viên này. Em miệt nha. Miệt à? Kịch tính chưa? Đây đây nào, chát chát mày hằng. Đây là cái này nó này. Chát luôn. Hoàng Long làm gì đây? Biết rồi. Biết à? Im lặng ấy, chân trường đang chờ Hoàng Long bắn để kiếm viên mà. Không được. Trường nha. Người ta không mồm với cái đâu. Còn một viên. Còn một viên làm sao được? Dạ chơi. Không không, khi nãy chia vi rồi. Chán chán lại vi đi. Lại đã một người rồi. Yeah. Hay lắm. Màn thứ 3. Vừa xong ván 3 rồi. Tớ ván 4. Bây giờ ván thứ 4 rồi. Rất là kinh tế. Ui quay bi mi đồng. Quang. Quang. Mình có mối liền lận. Oh my god. Lù đi rồi. Chưa lại. Đại nhất. Nhưng mà không biết ăn đâu này. Chết rồi mình lại biết rồi. Oh no. Gì ăn bánh mì rồi. Ba ăn gì. Ba thằng đều trượt cả. Đến lượt Hoàng Long vẫn là nhất. Trời ơi. Ôi chết rồi, chết rồi. Hai viên chết luôn, hai viên chết luôn. Hai viên chết luôn. Thỏ lao hết đi rồi. Phải được đặt chứ anh này. Không. Chơi lên vè là tự chát luôn, chết luôn. Mà đã còn. Ờ thì bây giờ còn có hai thằng thôi. Mới ván thứ tư mà. Xem thằng nào nhất nhì rồi, chưa cần đến ván thứ năm quyết định. Hoàng Long từ bỏ cuộc chơi sớm quá. Vì dọn bàn rồi. Đi ván thứ kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11. À, nhấp nhì. Bây giờ đấu hành. Găng tài hết nhờ. Đấu hành. Ok, chơi thôi. Long cực cầm mấy Long ơi. Chia cho anh mượn bị cá hàng Long. Đây. Rồi. 5 viên. Đây, đây. Không. Anh cần 5. 4, 5, đúng nha. Mỗi người 5. Hãy chia tay ra bia nhỉ nào. Đây, mỗi người 5 viên với 1 viên cái. Đây, mỗi người 5 viên với 1 viên cái. Còn lấy 5 viên thôi. 6 viên đây, rồi. Đây, bị cái này. Bị cái của em đây. Bị cái siêu cùi mà chơi xem có cùi không nào. Bị cái của em cũng siêu cùi nhưng mà chơi có cùi không nào. Chuyển thôi. Chuyển thôi. À, con từ từ. Chơi tao anh chơi cái cục. Ôi, để anh dẹp đi. Để anh dẹp thôi. Đi ra. Bây giờ chơi thách đấu mới thì anh sẽ ra một cái luật mới. Khó là hơn. Ta sẽ chơi gà tam giác vào cái chỗ gồ ghề. Gồ ghề nhất nha. Tam giác to hơn này. Wow. Cho thì nó lọt xuống khóc này này. Đấy. Rất khó luôn. Khó thế nhỉ. Và khi mà bi mà bắn, khi mà bi cái các bạn bắn mà bắn chẳng hạn xuống hốc thì không được xin, không được nhắc bi lên. Bắn. Đó. Phải để đấy bắn luôn. Rồi. Nhất trí chưa? Ok. Ok nha, đặt đi nào. Ba đứa chơi hơi cấn à. Ba đứa đi. Thôi để anh cá trước cho. Từ từ em dọn cái lá. Ờ. Chưa? Đứng tay quá. Đấy, rồi. Ôi, rồi. Hơn một người rồi, hơn một người rồi. Nhất rồi, nhất rồi. À, chào. Thì cá chỗ đấy. Chèo gần nhất được không nào? Từ từ. Một. Ba đính nha. Hai viên rồi. Chèo mình đây. Ăn chưa? Mất rồi. Ngon rồi. Có vốn rồi. Không được nhấp bi đâu nha. Không nhấp bi một luôn. Viên. Chèo này anh hải rồi. Chèo thế nào? Bật đi. Lên vèo vẫn hai viên đấy. Em ăn xuống nhập không ấy về được. No. Đến lượt anh. Chạy luôn. Xem nào.
nằm giữa hốc thế này bắn kiểu gì đây? Ui trời. Anh vẫn nằm đây. Vì đây vẫn là vì của anh thôi. Vì kìa. Ui thằng này tinh đấy nhở. Ui dùi hôm nay mà quá đẳng cấp. Ui chết rồi. Bắt đầu nghỉ cái à? Bắt đầu nghỉ cái rồi. Lên năm bắn mình nha. Bắn đầu. Chơi chiều nay. Điệt đâu, cờ bạc ăn thua mày sáng nhá mà. Đã nhất rồi. Điệt. Anh cái đỉnh nhá. Anh nhất ăn gì đây? Anh ăn chiến trường à? Ôi trời. ăn cờ rồi, ăn cờ. Điệt lại. Không được. Ôi mẹ. Mình đau. Mình đau. Mình đang kêu gì được? Không xanh. Không chơi xanh, không chơi đúc đi mà. Khó nhỉ. Gạch nhá. Gạch được, ăn được hết. Trời ơi. Dân tố này. Sao nhắc, đỉnh nhá. Bắn đúng nhưng mà chưa chắc đã ra. Ui, nằm đây cho tao kích vào tam giác. Kích vào tam giác. Kích là kích ra được, anh Hải ơi. Anh Hải đúng rồi. Có viên đạn anh Hải. Có, đây, đặt ngọn viên. Hai gang. Rồi, điền quá các bạn ạ. Chán quá. Kích thằng Huy vào tam giác là mình lại bị vào tam giác. Ok, phấn lời ấy nhỉ. Mình mắc lời luôn mà. Nhìn cái mặt anh ấy này. Buồn. Rồi. Chào mọi người nha. Chẳng lẽ mình là lời chết sao? Lên đây nằm với anh. Hai viên đi ơi. Hai viên. Ngồi với một viên đạn luôn nữa là hai viên con trai à. Ờ thì viên ly với thêm một viên của Huy vào thôi. Bắn ra có một viên thôi. Hai viên này. Vậy à, bây giờ luật mới à, anh cũng không hiểu luật gì. Anh mới chơi à, bây giờ bên trước anh. Huy biểu cáo mặt của Huy. Trước bọn anh chơi là bắn ra một viên thì sẽ đặt vào hai viên. Đạp vào một viên, quên đi. Hai viên em bắn. Ôi càng tốt. Anh em chơi với cá. Cá thôi nhờ. Rồi, Huy nằm đây. Hãy kích đi lên rồi à. Kích sao được. Đến lượt anh chứ. Đến lượt anh đi. Anh Hải. Anh quân nó hẹp làm anh tưởng đến lượt hắn này. Quá. Yeah. Ba luôn. Bốn viên. Chết rồi. Quả này ăn đậm rồi. Anh Hải ơi, tha cho em đi. Quả này ăn đậm rồi. Anh Hải tha cho em một viên. Anh Hải ơi, cho thằng Huy lên bè luôn. Lên đi. Để cơ hội chơi tiếp. Chết rồi. Anh Hải có buồn không? Không. Anh đang dọn bàn rồi. Không buồn. Cơ hội đang còn nguyên. Bạn đi khó bàn lắm. Đấy, Huy được viên lại chạy mất hút rồi. Ba viên đấy của anh đấy. Cho anh đúng nào. Anh này là hết rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Ba viên đây là của anh này. Đến lượt anh đúng không nhỉ? Đúng rồi. Anh muốn cái vẻ. Ui giời, còn lâu. Quân được viên rồi. Anh sẽ làm cá viên rồi. Hai viên đấy ăn thì đã. Đấy, thấy chưa? Anh đừng để sao rồi. Tại máy quay thằng Quân không ăn được đâu. À, Huy tình cá nhỉ. Huy không ăn được rồi. Giải quyết việc đó đi. Nhấp đi rồi. Thua luôn rồi. Không được chơi nhấp đi mà. Đôi chèm đâu. Huy chơi ván sau nhá. Ván nên nghỉ chơi rồi. Dạ sao được rồi. Vẫn làm gì đây? Đi chơi. Quay cái mặt nó đấy. Xem nó bắn nó nhăn mặt kiểu gì. Thôi, đi quay mặt. Quân nằm kia chứ gì. Để anh. Anh ăn cái này trước đi này. Hả? À, không. Sau hai ván thì Quân hết sạch bi rồi. Giờ Huy đang còn bi đúng không? Em còn 6 viên nữa. À, 6 viên à? Thế đặt 3 đi. 3. Đặt 3. Trong 4 luôn. Không, 3 thôi. Nhắm lên. Đây anh đang nhiều bì lắm. Dọn bàn của Huy nữa. Bàn ra. Đấy, nhất
tám cái chân. Cái chân cho Huy luôn này. Rồi, nhấc rồi. Wow, Huy đã nhảy cao rất là cao. Thôi, cái gì đó là vừa có. Biết thôi, hồi chi biết. Ba, mình phải làm đúng rồi. Đi ra. Mẹ biến ngồi đây mà. Xem nào, xem nào. Một viên. Anh Hải ghê đấy nhờ. Ba. Anh Hải bắn rất là ghê. Mà anh Hải bị cấm. Không có gì luôn. Rất là ghê. Anh Hải ơi. Anh phải tập trung vào bàn nhé. Rồi anh chị. Rồi bên tay anh Hải chứ. Tay của Huy thì chỉ còn đúng 3 viên. Cho tay em nhỏ hơn con này. 3 viên đi nhỏ. Còn có 1 viên nữa Huy ơi. Thằng Quân. Thằng Quân đăng cấp luôn rồi. Viên đi với con thằng cấp. Dạ. Đăng cấp mà thua hết đi thì đăng cấp gì. Hạ nó bán đi luôn cho xem nào. Ý sao là ê ê. Bán cho luôn. Cái nhật đó, đó ý sao là ê ê. Cái nhật đó, đó. Nhìn rồi, nhìn rồi. Rồi đây một viên đặt máy đây ba tiếp đúng không? Mặt rất là căng thẳng. Căng thẳng gì anh đang lời nhất nó đang huy này. Căng thẳng gì? Một viên nhỏ thôi. Đây anh đang cả nắm vi đây này. Đặt ba viên mà huy thêm một viên rồi. Em mà rồi em nói em à đúng rồi chưa huy thêm một viên rồi. Còn ba viên nữa. Anh còn ba viên vậy á. Anh Long. Hey, anh Hải cái đây, Hải đi. Ôi, anh Hải đã biết và anh Huy là nhất. Nhất nhất chắc rồi, cần khỏe. Nhất rồi. Xem ai nhất ở đây. Đây, đây với nhất Huy này. Anh Hải Minh An và anh Bi anh Hải đây và Bi anh Huy đây. Quay cái bàn. Nhìn đây anh Huy An này. Em chẳng hạn anh bắn ở đây thì em sẽ ngồi bên kia em quay lại này. Khi mà bên kia thì em quay lại cả mặt. Thấy thấy cả tam giác cả người bắn luôn đúng không? Anh Quân ơi, em đi xoay cây đây. Xoay cây. Hai viên. Anh Hải viên. Đúng rồi. Anh Hải bắn xong. Làm gì đây Huy, làm gì đây? Còn có một viên thôi à? Anh Hải rất là ghê, mặt anh Hải đây. Để anh Hải bắn rất là ghê. Để bắn cái luôn nhá. Dẹp đi, quay Huy nè. Anh Huy đây, nhìn Huy đây. Wow, Huy chúng một viên. Rồi. Cắt mà. Rồi, Hải bắn. Em cua. Anh nhớ tiếp nhà đây này. Bóng ra đi. Tôi chết rồi, đi bắn răng. Đây, nhìn anh Huy đây. Ôi giời, bắn đi lắm. Chết mà. Oh no. Nằm ngang quá, không kích lên vèo được. Anh Hải đâu rồi? Đây, anh đây. Chiều không kích lên vèo được không? Không. Đập tường. Để. Càng ngày còn ít đến càng đông các bạn này. Có ai đổ 6A lên, à 6B nhầm này. Rồi, Huy nằm xa với anh để anh về. Anh bắt cái Huy luôn. Anh về, anh bắt cái. Đấy, còn Long ngồi bên kia quay lại cho Huy đang bắn kìa. Trượt. Hai viên ăn cái luôn, vô khỏi chơi luôn. Ôi, em mập. Để Huy đây. Em mít là mắt. Ngồi đây không ngập. Rồi. À, đi. Tôi đi Huy đây, tôi đang chơi. Thành Điền rất là lắm. Để anh giải quyết. Cái gì đó. Ui. Đi bán đâu? Ui. Cho hai viên anh Hải đây. Hai viên thôi. Điền. Ui. Đi ngay. Còn đây là thanh niên ngắm. Vừa giải quyết xong ba ván thì các bạn hết đi rồi các bạn ạ. Anh niên ngắm. Hai ván nữa anh yên tâm. Cho mình là hay. Đây, đặt xưa thế này. Đi đâu? Cho anh cái lên đèo thế nào. Nhất rồi Huy ơi. Ôi, điệt quá.
Rồi, để anh xem ai nhất đây. Đấy, bốn chim. Đến đấy nó lại bẻ lái gì. Anh ấy nhìn em liền mắt nào được không? Đây, 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 xem, xem Hi đây. Hi bị rơi vào cái hốc. Bắn đi, bắn đi. Anh xem quanh ngang cho anh. Ôi, đúng nha, được đấy. Được, có tay, có tay. Ai xem cái tay như này. Một con đi. Mất. Rồi. Rồi sao? Rồi sao? Dạ đi. Dạ. Nhớ nha. Ui, đi nằm đây anh khó bắn nha. Ui, độc ui. Rồi. Giải quyết bàn này. Đi rồi. Ui. Hai viên chán nha. Em làm sao lắm anh ơi. Anh đặt hết xuống đây. Bắn đi. Đây một cụm này các bạn này. Ui, ai quy hai trăm vẫn chơi được. Anh ơi, cho em xin bên đi. Cho bài ra đi, mắc camera. Cho camera lăn. Để camera lăn nha. Đi mi lăn đéo đi ra. Lăn rồi. Đứng chỉ cho anh bắn à, chỉ bắn à. Ô, thằng này, thằng này. Thằng nào chơi tranh với anh đây? Phê. Phê à? Ơi. Bây giờ đi mà tao bay ngóng. 5 viên đấy. Để nhưng mà anh vô đây chỉ cho nó. Ai nhắn hết cho anh kia. Đây này. Để anh về tiếp nha. Thôi. Đi nơi xa thì anh về. Bay luôn đi. Yeah, được có 1 viên rồi. 1 viên liền bạn. Đến đây. Nhanh lắm. Rồi. Giao ra. Rồi. Ôi, mình đang trà quá nha. Ui, lại được có 1 viên. Cái hốc này sâu quá. Mắc em ơi, em tung ra đây này. Chết bạn nha. Tung chạy. Tung vào không? Mất trong tay uy tín này. Qua đây uy tín quá. Tung lên đây anh kích lên đây à. Ơi, đang còn gì? Để anh giải quyết cho. Ui. Bụp. Lại lấy quay đà. Đi rồi. Mấy con luôn rồi đó. Rồi dẹp. Bắn đấy nha, luôn đây chứ. Hắn lùn xuống đây anh với chợ này bắn lên về à? Lùi lên đó anh bắn mạnh tay được. Bắn ơi. Mập ơi, anh bắn một chim nhờ. Cà phê. Đấy nhưng mà mập. Cà phê à? Phê pháo. Ok. Chù mông đấy bắn vào mông nhờ. Thanh niên rất nghịch nha. Đến đấy bây giờ anh nhắc lên thua bây giờ. Đến đây này. Đây là đối tượng bên ngoài. Đây bắn đi. Đấy, giải quyết đi. Bây giờ tao cầm ra bắn vỡ ông kính nhờ. Rồi. Anh ơi. Huy lại nhường ngay nha. Về đây mà nhường ngay nha. Nhắc cao lên tí em. Ô, bắt đầu. Còn nguyên cơ hội kia. Anh mơ. Em tung ơi. Kìa kìa, gặp đá xuống à. Đá 100 đi. Hả? 100. Chơi hết rồi. Cho anh quá. Anh xin. Ơi anh nhảy, anh trộm là trên hết đó. Đâu? Thằng cà phê cho anh mà. Đây là vòng chung kết rồi các bạn ơi. Sau khi mà chơi tiến đến vòng thứ 2 thì đã loại được một đối thủ là bốn cái thằng còn lông. Bây giờ sẽ còn cuộc đấu tay đôi giữa tôi và em Huy. Đây là số bi tôi đang có và cái này bi đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ đặt hết bi này và chơi một ván chung kết xem ai sẽ chiến thắng, ai ăn được nhiều hơn là người chiến thắng nhá. Rồi. Anh em nick. Anh em. Để thẳng lên em. Cứ để đó.
Ôi, đi nằm đây thì hỏng rồi. Cho anh hãy nhắc rồi. Vép. Thì đi. Xếp đi là không được rồi. Cụm lại. Ơi, em để máy đằng sau đấy. Em quay thẳng lên. Đấy. Rồi. Thì đã trượt. Để anh. Giật hai viên rồi. Chung kết về Huy. Ôi cho nợ đi. Nợ đắng rồi. Anh nợ tam giác hai viên. Ờ. Nợ tam giác hai viên anh nhàn anh bỏ thêm vào. Chán quá. Không như thế là về là không đâu được. Anh hái là thua rồi. Trên chung kết anh hái là thua. Anh hái quá anh ơi. Đèn quá quý vị và các bạn ạ. Dì hai máy đâu cho đẹp anh ơi. Ôi dạ. Chán quá. Ơi chúc mừng Huy. Ô trận mà thắng là ngon lắm. Đây. Chúc mừng Huy. Huy là người chiến thắng. Đấy chúng ta là thắng bố. Đây. Đây là người trong cuộc trong ngày hôm nay. Em chả thấy gì. Đây người trong cuộc trong ngày hôm nay. Em chả thấy gì. Hôm nay em bên đây có tổ chức một cái bước kiểu. Bà lên. Tao gửi cho riêng thầy ra. Hát đen thôi.